thành phố Hồ Chí Minh hai nhóm thanh niên cầm mã tấu, gậy, bom xăng lao vào nhau ẩu đả ở khu vực cầu Chánh Hưng, quận 8, buộc cảnh sát phải nổ súng ngăn chặn. Hàng chục thanh niên gây nên cảnh hỗn loạn. Ảnh cắt từ video. Tổ tuần tra 363 công an quận 8 phát hiện, hàng chục thanh niên mang theo hung khí tụ tập gần cầu Chánh Hưng, rạng sáng 24 tháng 2. Những người này la hét, truy đuổi nhau. Cảnh sát hú còi, nổ súng, yêu cầu dừng tay. Sự việc gây náo loạn cả khu vực. Sau khi giải tán nhóm hỗn chiến, cảnh sát thu giữ 6 cây chỉ kim loại, 2 dao tự chế, 3 mã tấu, bom xăng. Nhiều người đã bị cảnh sát triệu tập, lấy lời khai. Tuy nhiên, công an quận 8 chưa cung cấp thông tin. Quốc Thắng Let's Block X, Oi.